Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong một clip mới. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng máy cao cấp, một dòng máy VIP của Daiwa, có thể nói là một siêu phẩm, đó là nhà con Setac LT. Thì về dòng Setac này thì có lẽ mình cũng không phải giới thiệu nhiều nữa, rất nổi tiếng rồi. Từ những phiên bản ban đầu tiên của Setac cho đến bây giờ, tất cả các phiên bản của Setac là một trong những dòng rất là hiếm hoi, luôn được đánh giá cao. Bởi tính về thiết kế này, về độ bền này, và kể cả những ưu điểm về công nghệ rồi vân vân, nói chung là Setac rất nổi tiếng. Về cái dòng Setac này thì đợt năm ngoái nhá, mình có làm một cái event khuyến mại đối với dòng Setac HD. Dòng Setac HD là một phiên bản đặc biệt, phiên bản heavy dusty, cũng như là bản hạng nặng dùng để đánh rig, gành biển vân vân. Thì anh em nào đã chơi Setac rồi, những dòng HD đấy rồi thì sẽ biết là con Setac là lợi hại và nó đánh ổn định rồi bền như thế nào. Thì dòng Setac mình giới thiệu hôm nay là dòng phiên bản này là bản 2019. Bản cụ thể ở đây sẽ là bản Setac LT, tức là áp dụng chuẩn Lightup thì nó nhẹ gọn hơn. Và có thể nói là dòng Setac LT ấy là một trong dòng máy rất xuất sắc của Daiwa. Thì đánh giá rất cao, mình đọc được rất nhiều những lời ca ngợi thì các bạn anh em lên trên mạng tìm nhá. Rồi siêu phẩm tới từ tương lai, rồi siêu phẩm công nghệ vân vân, nhiều mỹ từ lắm. Thì cái đó để anh em lên trên mạng tìm hiểu đi nhá. Mình nói nhiều quá thì anh em mất vui. Thì mình về được khá là nhiều size, nhưng hôm nay chỉ trong khuôn khổ clip này thì mình sẽ giới thiệu các bạn là hai size là 2500 và 5000. Thì dòng Setac HT này, Setac LT này thì có thể phù hợp với khá nhiều thể loại, thì những size nhỏ có thể đi lùa. Còn những size lớn hơn thì các bạn có thể chơi lăng xê, chơi gành, rồi rig các thứ đều được hết nha. Đây, mình cầm lại gần hơn các bạn xem. Trên tay mình chính là con 2500 này. Con này con 2500 nha. Đối với Daiwa thì mặc định mà 2500 mà đuôi không có D hay là S hay là gì thì có nghĩa là cối thường. Đây, bàn là bàn cối thường. Đó, đây anh em thấy không? Cái đặc trưng lớn nhất của Setac chính là cái thân monocoque. Thân đúc nguyên khối và không có ốc vít. Đây nhà cái ốc vít này là bắt cái cover. Cái cover này là chống chày, khi làm mà bị chày quá mình tháo này ra thay lại được. Còn đâu tháo cover này. Mình tháo cover này ở phía trong nha. Cái khuôn cái này của nó vẫn là toàn bộ là đúc liền nha, chứ không phải như mình thấy có một số anh em bảo là khi tháo cover là bên trong nó hở, không phải. Cái cover này là mục đích của nó chỉ là để bọc vào đây thôi, để chống chày thôi. Thì cái này mình sau một thời gian mình chơi mà cái này nó tự và nó chày nhiều quá thì mình có thể tháo này ra. Thay nó đi cho nó sạch sẽ là được, không sao. Đó, thì đây nha các bạn nhá, đối với con máy 2500 rất là bé, mà cái đường kính bánh răng các bạn thấy không, rất là lớn, nó lớn hơn 30% so với các dòng máy khác cùng hãng luôn và các hãng khác hãng luôn. Đó, đường kính bánh răng lớn thì nó tạo cho phép tạo cái động lực rất là mạnh mẽ, rất là khỏe. Đó, các dòng thân Meluqua thì rất lợi hại rồi, anh em chơi ASIC, chơi Santiga thì đều biết rồi. Santiga thì bây giờ đến trong các giải CM1 thì có lẽ nói là chiếm đến 70% độ khỏe và lì. Đó, đây. Đó, tiếng đồ rắc của nó cũng hay lắm nha các bạn nha. Đó. Tất nhiên thì có nhiều công nghệ lắm, đặc biệt là những công nghệ như Maxio là không thể thiếu này. Rotor Zion này. Các bạn thấy không? Cái vân Zion này. Đó, đây vân này là nó xì sơn bóng luôn, nó phủ bóng ở ngoài thôi, chứ là cái vân ở trong nhìn rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Khi mình trao nghiêng các bạn thấy cái vân Rayon rất là đẹp. Đó, còn đây tất nhiên nhà hàng này hàng Mỹ ra băng nha các bạn nha. Đó, tem authentic này. Tem vàng authentic chính hãng này các bạn nha. Đó, đây là bảo chứng cho hàng nội địa ở Nhật này. Đó, authentic. Hàng này chỉ có hàng nhập khẩu chính ngạch nha. Trực tiếp thì mới có tem vàng authentic này nha, còn những hàng sách tay không có. Đó, hàng sách tay tuyệt đối không có, còn hàng nhập khẩu chính ngạch thì mới có tem authentic này. Thì sự khác biệt giữa sách tay và cái chính ngạch này ở cái điểm gì thì cái này thì mình cũng không tiện nói, bởi vì nó ảnh hưởng đến sinh kế rồi cái buôn bán của nhiều anh em. Nhưng mà cái tem authentic là một cái chứng chỉ rất là quan trọng đối với hàng nội địa Nhật. Đó, tem vàng đây các bạn thấy không, thân monocoque đây là size 2500 nha. Thì còn nhiều size nữa thì anh em lên trên mạng đi, lên trên trong web của mình shopcontrol.vn để tìm hiểu thêm nhé, thông số kỹ thuật các thứ rồi vân vân. Đây này, rồi các bạn thấy đây, Setac LT Lion Tuk là 2500H này,
ghi 5.7, trọng lượng rất nhẹ, có 205g thôi. Đó, rắc tới 10kg này, thu dây bạc đạn này. Đó, đánh dây 1 nha, dây BA1 là vào được 190 thì BA1.5 vào được khoảng 150m và anh đủ rồi. Đó, anh cá lóc cá chém đều ổn. Rồi các công nghệ này, có Max Seal nha các bạn thấy không? Monoque này, ATD này, Tuk đi gear đều những công nghệ cao cấp nhất của Daiwa rồi. Đó. Vậy thì ra băng à. Thấy không? Đó, rồi ok. Còn để size lớn này. Hiện tại thì Seatac LT mới có 5.000 là lớn nhất nha. Đó, còn size lớn hơn nữa thì chưa có nha. Tạm thời chưa có, và sau nó phát triển hay không thì mình không rõ lắm. Đó, bán riêng bản này nha, riêng con Seatac LT này nha, là bán 5.000 này sẽ có lúm tròn như cái này này các bạn này. Đó, lúm mút một hình tròn như thế này. Đó, kích thước của nó thì rất là gọn, nếu mà cùng một size 5.000 thì có thể nó là gọn nhất trong tất cả và rất là nhẹ nữa. Anh em cầm từ trên tay cảm giác rất là nhẹ, thì lát mình xem thông số thì sẽ biết được đây cái cụ thể như thế nào. Như đây, à, con này là con 5000D, tức là bun sâu nha. Đối với Daiwa thì cái ký hiệu D nghĩa là bun sâu. Các thấy không? Đó. D là bun sâu, còn chiếc C này là compact body, có nghĩa là cái thân nó gọn, là thân nhỏ này. Nó gọi compact body. Đó, XH là gear cao, gear 6 chấm luôn. Đó, đây các bạn thấy không? Đó, thân monoque này. Đó, thân monoque liên lạc rất là liên lạc và không hề có vít nào luôn. Rất là đẹp, rất là thanh mảnh luôn. Đó, còn tem báo thương tích nha, mê ra băng nha các bạn nha. Con này rất là khủng, đánh biển là thứ rất là ngon luôn, và đặc biệt là quay rất là nhẹ nhàng mượt mà luôn. Đó, con này thì từ tới êm dịu. Đó, thông số này. Đó, các công nghệ cao cấp thì mình đọc rồi nha. Đây 6.2 này các bạn thấy không, size 2500 nha. À, size xin lỗi các bạn, xin là 5000 nha, trọng lượng có 250g thôi. Rất nhẹ luôn, mình khẳng định luôn là rất trọng lượng 250g, đối với size 5000 là rất nhẹ. Đó, mắc 12kg này, dây Bray này. Đó, BA2.5 này, BA3 này, vân vân này, nhãn Eco. Đó, với da băng. Đó, hàng da băng thì anh em tuyệt đối yên tâm về chất lượng, đỉnh cấp luôn. Hàng đánh rất chắc chắn, bền nữa. Độ bền tuổi thọ rất cao và độ định tốt nữa. À, thì những con này nha, cụ thể thêm các size nữa này, giá cả rồi vân vân nhé, thì anh em vào website của mình là www.sapcancau.vn để tham khảo thêm. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha, anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, xin chào tạm biệt.